Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hôm nay mình sẽ đi ra đồng để đi gặt lúa cùng với bà con nhé. Đây nhé các bạn nhé, cái con suối mà hôm nọ mình có quay một cái video hôm mưa lũ ấy. Đây này, bây giờ bình thường nước nó chỉ như thế này thôi. Nhưng mà khi mưa lũ về một cái là đây này, nó ngập lên tận đây, tận ruộng này. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy cái chỗ đổ này là nó đang cái này nước nó ngập đấy. Bây giờ cái bờ ruộng này với cái mặt nước của cái con suối này này hiện tại bây giờ đang chênh lệch nhau với 2 mét. Có nghĩa là 2 mét nhé. Khi nước nó dâng lên tầm 3 mét nó ngập hết chỗ này. Bây giờ nhà mình đang chuẩn bị, không phải là chuẩn bị nữa mà là nhà mình đang gặt lúa nhé các bạn nhé. Gặt lúa để có nghĩa là trời nó đang âm u quá, sợ trời mưa cho nên là phải gặt lúa sớm đi để tranh thủ lấy, không ít nữa trời nó mưa xuống là sẽ không kịp gặt, là sẽ không còn lúa, không có gạo để mà ăn nữa. Đó, mọi người đang gặt rất là miệt mài. Cầu khỉ này các bạn, cầu khỉ cái này mà nước lũ nó về cái này trôi hết à, không còn cầu nữa đâu, cho nên chỉ làm tạm thế này thôi, vì khi lũ về là nó ngập hết chỗ này luôn, ruộng này ngập sạch luôn đấy. Đây, cái ruộng nhà mình rất là to đấy các bạn nhé, kéo dài từ đây xuống đến tận đây luôn này. Cái này mà lũ nó về một cái là coi như là khóc. Một cái ruộng này được tận 20 bao cơ mà, 20 bao thóc. Chứ nè, Đức đấy các bạn nhé, gạo nứt hay gạo Đức gì này mình không rõ lắm, cái gạo mà hạt đen đen này.
sâu mặt hạt lên đi.